hàng trăm người chen chúc đăng ký tiêm vaccine ở Hà Nội. Chiều 22 tháng 7, hàng trăm người là cán bộ công nhân viên của một số doanh nghiệp tập trung trong khuôn viên Bệnh viện E Cầu Giấy, Hà Nội để chờ đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19. Mọi người được nhận giấy hẹn tiêm vaccine lúc 14:30, nên từ 13:30 đã có rất đông người tới xếp hàng. Do lượng người lớn và việc đảm bảo giãn cách không thể thực hiện, mọi người chen chúc nhích từng bước để tới được bàn đăng ký trước khi vào tiêm, vì tiêm chủng chỉ diễn ra từ chiều tới tối 22 tháng 7. Lúc 15 giờ, ngoài lực lượng bảo vệ bệnh viện làm công tác an ninh, kiểm tra giấy hẹn và thân nhiệt của người đến đăng ký tiêm, không có lực lượng nào phụ trách phân luồng, đảm bảo giãn cách. Trong đợt dịch thứ tư này, từ 27 tháng 4, CDC Hà Nội ghi nhận 605 trường hợp mắc COVID-19 và gần 200 ca nhiễm SARS-CoV-2 là nhân viên bệnh viện tuyến trung ương trên địa bàn. Các ổ dịch phức tạp nhất hiện nay tại Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Quốc Oai và Đông Anh. Hãy đăng ký kênh Alo Bác Sĩ Video để nhận thêm nhiều thông tin mới nhất về y tế, sức khỏe.